Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chợ cờ nét đẹp chợ phiên ở thành phố Hưng Yên. Tục tế lễ mở cửa đình và dựng cây nêu ở làng Xuân Cầu. Trung tâm văn hóa Mỹ Hào và Văn Lâm đẩy mạnh tuyên truyền cổ động và trang trí Tết. Gà Đông Tảo, món ngon không thể thiếu trên bàn thờ của các gia đình ngày Tết. Ngày xuân và thú chơi cây cảnh của người Hưng Yên. Trong một góc nhìn văn hóa tuần này là phóng sự Năm Tuất nói chuyện linh vật. Về thăm quê hương, tướng quân Nguyễn Thiện Thuật sẽ là phóng sự cho một tinh hoa phố Hiến. Sau đây là nội dung chi tiết. Chợ Cời thuộc thôn Kệ Châu, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên. Đây là một chợ phiên còn lưu giữ nhiều vẻ đẹp của chợ quê xưa. Chợ họp ngày lẻ, mùng 1, mùng 3 và mùng 7 hàng tháng. Trước đây, người dân Phú Cường nổi tiếng với nghề trồng và bán mía ré làm đường mật và cung cấp con giống. Nơi đây được nhiều người tìm đến lấy hàng đi bán các nơi khác. Ngày nay, các mặt hàng ở đây vẫn chủ yếu do nhân dân trong vùng tự sản xuất ra. Chợ Cời còn bày bán các mặt hàng nông cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như cuốc, cày, bừa, liềm. Nhiều người đi chợ không chỉ để mua bán mà còn là dịp để gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè. Như thế là từ ở ngõ ra vào đã cái mùi thơm rồi. Bà có sang rồi, bây giờ cháu bà đấy. Có khi ở nhà là chị em mà xa lại không đến được, nhưng mà ở bên này thì gặp chị gặp em cứ phiên chợ là gặp chị sung sướng đó. Trong Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, nhân dân làng Xuân Cầu thuộc hai thôn Tam Kỳ và Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang còn bảo lưu được các hoạt động văn hóa truyền thống như tế lễ mở cửa đình và dựng cây nêu. Tế lễ mở đình là phong tục đẹp ở quê hương giàu truyền thống văn hóa này, nhằm cầu mong cho Đức Thành Hoàng làng phù hộ cho dân làng có một năm mới an khang thịnh vượng, mùa màng bội thu. Đồng thời, đây là nghi thức mở đầu cho các hoạt động văn hóa truyền thống đầu xuân ở làng Xuân Cầu. Từ nhiều đời nay, cứ ngày 23 tháng Chạp âm lịch, nhân dân làng Xuân Cầu lại dựng cây nêu ở trước cửa đình với ý nghĩa trừ ma quỷ, tránh những điều xấu xa, xui xẻo của năm cũ, mong muốn những điều may mắn, nhân dân có một cái Tết an lành. Đây là những phong tục đẹp cần được giữ gìn trong dịp đầu xuân năm mới ở các làng quê. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cổ động năm 2018 và trang trí Tết ở các trục đường chính, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch các huyện Mỹ Hào và Văn Lâm đã treo nhiều pano, dàn tranh cổ động với nội dung mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới và tuyên truyền nhân dân vui Tết an toàn, không sử dụng pháo nổ. Trên các trục đường chính và khu trung tâm, huyện Mỹ Hào trang trí đèn LED, tu sửa và lắp đặt hệ thống đèn hoa, trang trí ở 165 vị trí, đồng thời treo mới 500 cờ các loại trên quốc lộ 5 và trung tâm huyện. Còn tại huyện Văn Lâm, từ đầu tháng 2, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện đã treo 200 pano dàn tranh với nội dung mừng xuân mới và treo hàng trăm cờ đuôi nheo, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, góp phần mang đến không khí Tết rực rỡ trên các tuyến đường. Cứ đến dịp Tết, người dân xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu lại tất bật chuẩn bị gà Đông Tảo cung cấp cho thị trường. Bên cạnh giá trị kinh tế thì giống gà quý này còn mang lại giá trị tinh thần là món ngon không thể thiếu trên bàn thờ ngày Tết của người dân nơi đây. Hiện nay hầu hết các hộ gia đình trong xã Đông Tảo đều nuôi giống gà Đông Tảo, trong đó nhiều gia đình nuôi với số lượng lớn để cung cấp gà thương phẩm, gà biếu cho thị trường Tết. Gà Đông Tảo đem đến niềm vui và mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ gia đình trong xã. Vì thế, việc nuôi giống gà chân to, chất lượng thịt ngon này đã trở thành một nét văn hóa của người dân xã Đông Tảo. Quy trình nuôi gà cần sự tâm huyết, say mê và am hiểu đặc tính của giống gà này thì mới cho ra thị trường những con gà Đông Tảo có chất lượng tốt. Trong mâm cỗ cúng gia tiên ngày Tết trong các gia đình ở xã Đông Tảo, không thể thiếu món gà quý hiếm là đặc sản tiến vô này. Đây là một nét văn hóa không thể thiếu của người dân nơi đây mỗi dịp Tết đến xuân về, bởi người dân được hưởng thụ thành quả do chính mình làm ra sau một năm chăn nuôi, giữ gìn giống gà quý của địa phương. Hưng Yên đất chật người đông, những vườn cây bonsai, cây cảnh nhường chỗ cho những ngôi nhà, công trình mới mọc lên. Thú chơi của một bộ phận người xứ Nhãn tưởng chừng sẽ mai một. Thế nhưng, bằng niềm đam mê và sự sáng tạo, nhiều nghệ nhân đã tìm cách duy trì và tôn vinh.
Vào những ngày đầu xuân, đến thăm không gian nhà cổ của ông Phan Thanh Hải, chủ nhiệm câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Hưng Yên, lắng nghe các nghệ nhân nói chuyện về cây và chuyện đời trong cây là một điều rất thú vị. Những câu chuyện giúp ta hiểu vì sao ông cha ta nói đây là một thú chơi tao nhã mà nhân văn. Điều quan trọng nhất trong những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật này là sự hội tụ của ý cảnh tình người, chứa đựng những triết lý nhân sinh sâu sắc. Dạo chơi giữa tiết trời xuân, được thưởng thức những tuyệt phẩm của tự nhiên như thế này làm cho tâm hồn ta thư thái hơn, vị tha bao dung hơn. Đó chính là cái hay trong thú chơi cây cảnh mà ông cha ta đã lưu truyền từ bao đời nay. Cây cảnh cũng như con người vậy, phải trải qua rèn luyện, khổ cực rồi mới được hưởng vinh hoa phú quý. Muốn có dáng cây đẹp đều phải qua công đoạn uốn, vặn, gò, bó, cắt, tỉa. Đằng sau những dáng hình thế cây độc đáo ấy là những bài học về cách sống ở đời, như dáng trực thể hiện cho lối sống người quân tử, dáng thác đổ thể hiện cho sự mạnh mẽ, hiên ngang, không hề lo sợ khó khăn thử thách. Vân vân, đó cũng là một trong những lý do người xưa nói chơi cây là dưỡng trí. Đối với các nghệ nhân cũng như là những người chơi thì cái mục tiêu hướng tới là chân thiện mỹ. Đấy. Thì khi con người ta cảm thụ được cái nét đẹp của cây cảnh nghệ thuật hay nói cách khác là của thiên nhiên thì tức là ta đã cảm nhận được cái triết lý sống theo cái đạo thánh hiền. Cái thứ hai nữa giúp cho con người ta yêu thiên nhiên hơn và quý trọng cuộc sống hơn. Nhiều cái cây nó tâm huyết, nó như là một người bạn tri kỷ mình, những cái lúc mà mình buồn vui ra ngắm cây nó giải tỏa tâm lý. Với những ý nghĩa nhân sinh sâu sắc như vậy nên cây cảnh nghệ thuật là thú chơi rất được tôn vinh ở vùng quê thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Nhiều câu lạc bộ những người chơi cây được thành lập, trong đó có câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật tỉnh Hưng Yên, nơi tập hợp những người nhiều tâm huyết với cây, mong muốn gìn giữ và phát triển thú chơi tao nhã của ông cha. Không chỉ là thú chơi, là đam mê, các thành viên cũng đang nỗ lực để góp phần phát triển sinh vật cảnh thành một ngành kinh tế sinh thái mang hiệu quả cao. Thưa quý vị và các bạn, trong quan niệm của người Việt cổ, chó là một con vật trung thành và mang lại nhiều may mắn. Chó thường thì coi giữ được phần dương, nhưng muốn canh giữ phần âm thì lại phải đặt chó đá trước cổng và coi đó như một linh vật. Ở Hưng Yên, tại một số ngôi làng và nhiều di tích vẫn còn lưu giữ được tập tục thờ chó đá. Năm mới Mậu Tuất, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên chúng tôi đi tìm hiểu về tập tục này. Trước kia hầu hết ở các di tích ở Hưng Yên đều có chó đá, tuy nhiên trải qua thời gian do nhiều nguyên nhân nên di vật chó đá dần bị mai một. Theo khảo sát sơ bộ, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có hàng trăm địa điểm thờ chó đá và hầu hết được thờ tại các di tích. Chó đá ở Hưng Yên có niên đại chủ yếu từ thời Lê và thời Nguyễn. Đây là những linh vật thuần Việt có giá trị lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật rất cần được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Đây là những hình ảnh về đôi chó đá tại Từ Vũ Họ Trương, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, được đánh giá là có dáng vẻ đồ sộ, kích thước to nhất so với các thạch khuyển khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mỗi con cao tới 1,2 mét, được ngồi trên bệ đá. Nhìn tổng thể, chú chó có dáng ngồi, hai chân trước thẳng, được điêu khắc tinh xảo. Đặc biệt, cổ chó đeo vòng đai rộng, gắn 3 chiếc lục lạc. Theo quan niệm xưa thì chó nhà thường dân không có lục lạc, nhà phú hộ, hương lý, kỳ hào, tạc chó đá được tạc thêm một lục lạc. Chó đá đặt trước phủ quý tộc vương tôn được phép có 3 lục lạc nhằm tôn vinh danh phận cho những người được nó bảo vệ. Cũng tại thị trấn Như Quỳnh còn có một đôi chó đá được đặt tại cổng chợ Ghênh nhưng nhỏ hơn so với đôi chó đá tại Từ Vũ Họ Trương. Đôi chó đá mang đậm phong cách điêu khắc thời Lê, được tạo tác trong tư thế ngồi, đôi tay vểnh cách điệu bằng các xoáy tròn, cổ đeo chuông. Đôi chó đá được người dân quanh khu vực chợ Ghênh coi như một linh vật, luôn che chở và bảo vệ cho các tiểu thương. Hàng năm, vào ngày 20 tháng Chạp, nhân dân trong vùng tổ chức lễ tạ hai ông Thạch Khuyển để cầu mong một năm mới buôn bán thuận lợi. Bốn ông chó đá nói chung là được nhân dân tôn vinh như một thần linh và còn gọi là linh cẩu. Làng Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ là địa phương còn lưu giữ được nhiều chó đá nhất với đủ loại kích thước.
Tại chùa Hưng Phúc của làng hiện còn 4 chó đá, một đôi được đặt tại lối đi chính của giếng chùa với kích thước cao 50cm, một chó đá đặt tại khuôn viên chùa có chiều cao 40cm và một đặt trước cửa thờ khu mẫu với kích thước rất nhỏ chỉ cao 20cm. Đặc biệt trong làng còn có một thạch huyền cao 70cm được 17 đời dòng họ Vũ thờ cúng. Thế bây giờ vẫn giữ nguyên đấy, còn lại coi như là 4 con. Đấy thì bên kia 2 con, bên đây 2 con, còn lại thất lạc mất 2 con. Có lẽ nhân dân là không ai dám lấy bởi vì nó người ta có cái trong tâm linh người ta nghĩ là nó là thiêng liêng. Nên đến ngày như các quan cháu mà có ngồi ở cổng chùa thì cũng không dám cho xoa đầu chó. Tại lăng mộ Vũ Tiên Công thuộc làng Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động hiện cũng đang lưu giữ đôi chó đá được đặt trước cổng lăng. Đôi chó đá được tạo tác từ tấm đá nguyên khối với dáng tròn, đầu hơi to, thân ngắn trong tư thế ngồi. Bên cạnh chó đá, di tích này còn nhiều hiện vật bằng đá khác có giá trị về lịch sử và điêu khắc cần được bảo tồn. Thế trong địa bàn của thôn chúng tôi là bây giờ đang triển khai để bảo vệ, gìn giữ bảo vệ những cái cổ vật chính này thì sau đó là chúng tôi đã giao cho các ba như là lực lượng an ninh của thôn và công an viên của xã là kết hợp thường xuyên tăng cường tuần tra để đấy và vận động nhân dân ở xung quanh có ý thức để bảo vệ. Có thể thấy rằng tín ngưỡng thờ chó đá đã có từ rất lâu và cho đến nay vẫn còn được gìn giữ trong văn hóa của người Việt. Tuy nhiên hiện nay số lượng linh vật chó đá ở các di tích ít được coi trọng nên dần bị mai một. Thiết nghĩ ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương cần có nhiều biện pháp gìn giữ những giá trị văn hóa dân gian của dân tộc. Về xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, vùng quê giàu truyền thống cách mạng đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp. Mọi người đều nhắc đến và tự hào với tên người anh hùng dân tộc Nguyễn Thiện Thuật. Ông là thủ lĩnh cao nhất của nghĩa quân Bãi Sậy. Dưới danh nghĩa Cần Vương, Nguyễn Thiện Thuật đã tập hợp nhiều đội quân nhỏ trong vùng và các địa phương lân cận, hình thành một phong trào có quy mô lớn nhất ở đồng bằng Bắc Bộ lúc đó. Phong trào mở rộng khắp hai tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và một phần các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đây là nền đất cũ của gia đình người chỉ huy cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy Nguyễn Thiện Thuật ở thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào. Nay các thế hệ sau của dòng họ đã xây dựng lại để thờ ông và những người con của dòng họ. Ngoài tinh thần anh dũng bất khuất của nghĩa quân Bãi Sậy, thì gia đình danh nhân Nguyễn Thiện Thuật là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh kháng Pháp đến cùng. Hai người cháu ruột của Nguyễn Thiện Thuật bị triều đình tay sai nhà Nguyễn xử tử. Hai người em ruột của ông là Nguyễn Thiện Dương, Nguyễn Thiện Kế đều hy sinh vì nước. Nguyễn Thiện Thuật sinh năm 1844, mất năm 1926. Ông là con cả của một gia đình nhà nho nghèo, có tài văn võ nổi tiếng khắp trong làng ngoài huyện. Theo gia phả của dòng họ Nguyễn, thì Nguyễn Thiện Thuật thuộc dòng họ hậu duệ đời thứ 30 của Nguyễn Trãi. Cha ông là tú tài Nguyễn Tuy, làm nghề dạy học. Mẹ ông họ Phạm, người làng dị sử. Các em trai ông là Nguyễn Thiện Dương và Nguyễn Thiện Kế, sau này cũng đều tham gia khởi nghĩa Bãi Sậy. Cụ Nguyễn Thiện Thuật thì chúng ta biết rằng là cụ ấy xuất thân ở dòng dõi Thi Thư, tức là nho sĩ cầm bút, viết chiếu, viết biểu, viết văn, làm thơ. Thế nhưng mà từ rất sớm khi mà tham gia làm quan thì cụ lại có biệt tài về nghề võ, về đánh trận, về tổ chức đánh trận. Cho nên là những cái chức vụ mà triều Nguyễn dùng Nguyễn Thiện Thuật bổ vào làm quan từ đầu chí cuối đều là quan võ. Một người trí thức, nho sĩ bậc cao mà lại đi chỉ huy quân sự, tức là người có biệt tài, văn võ song toàn. Phong trào Bãi Sậy được hình thành từ năm 1883 và phát triển thành cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn nhất ở đồng bằng Bắc Bộ cuối thế kỷ thứ 19.
Đinh Gia Quế, lãnh đạo phong trào thời kỳ đầu từ năm 1883 đến năm 1885. Địa bàn hoạt động của Nghĩa quân chỉ giới hạn trong vùng Bãi Sậy, gồm địa phận các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1886 trở đi, Nguyễn Thiện Thuật trở thành thủ lĩnh cao nhất của khởi nghĩa Bãi Sậy. Khi thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kỳ lần thứ hai năm 1882, ông cùng một số sĩ phu yêu nước tỉnh Hải Dương dựng cờ mộ quân đánh giặc. Tháng 8 năm 1883, Pháp đánh chiếm Hải Dương, ông đưa quân mưu cướp tỉnh lỵ, song việc không thành. Ông kéo quân lên Sơn Tây, hợp lực với Hoàng Tá Viêm chống Pháp. Nguyễn Thiện Thuật phẫn chí bỏ sang Trung Quốc. Tháng 7 năm 1885, nghe tin vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương, ông lập tức trở về nước, tập hợp lực lượng, tổ chức phong trào kháng chiến tại Hưng Yên. Dưới sự chỉ huy của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật thì phong trào đã lan rộng khắp cả tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh thành lân cận như là Thái Bình, Hải Dương và liên kết được với một số lãnh tụ của phong trào Cần Vương khác như là Tạ Hiện ở Thái Bình, Nam Định để tạo thành một phong trào sâu rộng ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ suốt từ những năm 1885 đến năm 1889. Đặc điểm của khởi nghĩa Bãi Sậy là không tổ chức những đội quân lớn mà phân ra nhiều đội, rải khắp các vùng đồng bằng. Mỗi đội khoảng từ 20 đến 25 người phân tán vào các xóm thôn, sinh hoạt cùng với nhân dân để hoạt động. Nguồn lương thực chính của Nghĩa quân là dựa vào sự giúp đỡ của nhân dân. Bên cạnh đó, Nghĩa quân cũng tự canh tác hoặc tham gia sản xuất với dân làng. Về vũ khí, chủ yếu là loại thô sơ như giáo, mác, mã tấu, gậy gộc, v.v. Nghĩa quân còn chế tạo được súng trường theo kiểu của Pháp. Nghĩa quân Bãi Sậy thực hiện phương châm đánh du kích, lấy ít, địch nhiều, thường sử dụng yếu tố bất ngờ, tiến hành các cuộc tập kích chớp nhoáng vào cứ điểm quân sự hoặc chặn đánh các đoàn xe chở vũ khí, lương thực, thực phẩm của địch. Cụ đã cùng với các vị anh hùng như là Đinh Gia Quế, như là Nguyễn Thiện Kế, Nguyễn Thiện Dương, rồi thì Đốc Tít đã tổ chức được một cái phong trào vũ trang kháng Pháp rất lớn, rất đặc biệt và với nhiều chiến công đặc sắc ở toàn bộ cái vùng Trung Châu Bắc Bộ này. Cái cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy là cuộc khởi nghĩa lớn nhất ở miền Bắc, có thể so sánh tương đương với khởi nghĩa Hương Sơn, Hương Khê của Phan Đình Phùng. Và những cái chiến công đó đã chấn động cả cái bộ chỉ huy quân sự của Pháp, cụ Nguyễn Thiện Thuật. Còn có cái liên kết quốc tế, liên kết vùng với khởi nghĩa của Hoàng Hoa Thám ở Mạn Ngược, ở Bắc Giang. Và cụ đi sang cả Trung Quốc, đi sang nhiều lần để mà tìm cái mối liên kết quốc tế hỗ trợ cho phong trào kháng Pháp ở trong nước. Tháng 6 năm 1889, Thống sứ Bắc Kỳ ra lệnh thành lập đạo quân tuần cảnh do Hoàng Cao Khải với chức Khâm Sai Bắc Kỳ làm tư lệnh trưởng, Muselier làm cảnh sát sứ. Quân Bãi Sậy giao chiến với quân tuần cảnh suốt 8 tháng gây cho địch khá nhiều thiệt hại. Trận Đông Nhu, quân Bãi Sậy giết chết viên quản khố xanh Lai Ly. Ngày 24 tháng 7, giết chết viên quản khố xanh Escott tại làng Hoàng Vân. Ngày 18 tháng 10, Nguyễn Thiện Thuật bắn viên quản Mông Tư Lơn bị trọng thương. Ngày 11 tháng 4 năm 1891, quân của Hai Kế và Đề Vinh bị vây ở Mậu Dương. Hai bên bắn nhau, viên quản Desmond bị giết, giám binh Lambert bị thương. Nhiều lần không thắng được, quân Pháp phải tặng Nguyễn Thiện Thuật danh hiệu vua Bãi Sậy. Trước sức phát triển mạnh mẽ của Nghĩa quân Bãi Sậy, thực dân Pháp tập trung binh lực tiêu diệt phong trào. Cuối năm 1888, địch đưa tên Việt gian Hoàng Cao Khải mang quân đàn áp cuộc khởi nghĩa. Chúng thực hiện việc càn quét bên ngoài Bãi Sậy, dần hình thành thế bao vây từ bốn phía. Tuy đã chiến đấu rất ngoan cường, nhưng lực lượng Nghĩa quân ngày càng bị giảm sút và rơi vào thế bị cô lập. Giữa năm 1889, Nguyễn Thiện Thuật giao quyền chỉ huy lại cho em và các tướng lĩnh vượt sông sang căn cứ Hai Sông. Tháng 7 năm 1889, Đốc Tít tổ chức cho ông trốn sang Nam Ninh, Trung Quốc. Sự nghiệp chưa thành thì ông mất vì bệnh ngày 25 tháng 5 năm 1926 và được an táng trên quả đồi thuộc Hương Quan Kiều, ngoại vi thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
năm 2005, tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với địa phương và dòng họ của lãnh tụ khởi nghĩa Bãi Sậy Nguyễn Thiện Thuật đưa hài cốt của ông về an táng tại quê hương Xuân Dục, huyện Mỹ Hào. Cũng trong năm 2005, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng nhà bia tưởng niệm Nguyễn Thiện Thuật trong khu di tích lăng mộ của ông gần với cây đề cổ thụ Vọng Gác Tiền Tiêu của nghĩa quân Bãi Sậy năm xưa. Khu tưởng niệm danh nhân Nguyễn Thiện Thuật tại làng Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, rộng hơn 2.000 m² là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Hàng năm, cứ đến ngày lễ lớn của đất nước, ngày hội của địa phương, các tầng lớp nhân dân lại đến đây để dâng hương, tham quan, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thắp lửa truyền thống để giáo dục cho các thế hệ trẻ. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Dục đang dốc sức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên nền tảng kết quả nhiều năm thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bộ mặt địa phương khởi sắc, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng, 100% đường liên thôn, đường giao thông được trải nhựa, bê tông hóa. Các trường học đều xây dựng nhiều tầng, cơ sở vật chất các nhà trường từng bước được cải thiện. 3/3 trường học của xã đã đạt chuẩn quốc gia, 3/3 làng đã đạt danh hiệu làng văn hóa. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại tạp chí văn hóa của chúng tôi ngày hôm nay. Trước thềm năm mới Mậu Tuất, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều may mắn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.